Xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới, hôm nay là ngày 25 tháng 6. Minh Hải sẽ gặp lại quý vị và các bạn một tin tức thời sự rất là nóng vừa cập nhật. Sáng nay sẽ sự vụ giết người đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương. Những chi tiết như thế nào thì sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và theo dõi. Thưa các bạn, vụ án mạng làm xôn xao dư luận tại Bình Dương trong năm qua. Đó là 4 bị cáo gây ra vụ án giết người giấu xác trong khối bê tông ở Bình Dương. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 ra hầu tòa. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Hoàng cho biết đã hoàn tất mọi thủ tục để xét xử nhóm bị cáo giết người giấu xác trong khối bê tông gây chấn động dư luận hồi tháng 5 năm 2019. Phiên tòa xét sơ thẩm diễn ra hôm nay là ngày 25 tháng 6. Tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Hồng Đức, phó chánh tòa hình sự cùng các hội thẩm nhân dân. Theo ông Hoàng, do vụ án được dư luận quan tâm, dự kiến sẽ có nhiều người tham gia, nên tòa án sẽ lên phương án bố trí phòng xử hợp lý, đảm bảo buổi xét xử diễn ra đúng quy định. Riêng với báo chí, nếu số lượng phóng viên tham dự đưa tin nhiều, tòa sẽ bố trí khu vực riêng để tác nghiệp thuận lợi. Thưa các bạn, trước đó Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can gồm Phạm Thiên Hà, sinh năm 1988, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Tâm Huân Huyên, sinh năm 1979, quê Quảng Ngãi, Lê Ngọc Phương Thảo, sinh năm 1990, quê ở Tiền Giang, Trịnh Thị Hồng Hoa, sinh năm 1953, mẹ của Hà. Các tội danh giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Thưa các bạn, đây là cáo trạng của những bị cáo là của Hà, Thảo, Huyên, Hoa cùng anh Trần Chí Thành, sinh năm 1992, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, và ông Trần Đức Linh, sinh năm 1969, là quê ở Nghệ An, là một nhóm tu luyện một môn giáo phái trái phép rất là lạ ở thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa, trong đó Hà là làm trưởng nhóm. Trong quá trình tu luyện, do sợ bị chính quyền phát hiện xử lý nên nhóm này liên tục đổi địa điểm tại các tỉnh thành ở phía Nam. Cuối tháng 12 năm 2019, cả nhóm di chuyển đến huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu thuê phòng trong một khu villa để tu luyện bằng hình thức nhịn ăn, gọi là tĩnh cốc. Đến ngày 20 tháng 1 năm 2019, do không thể chịu đựng được việc tĩnh cốc nên ông Linh tìm cách bỏ trốn khỏi nhóm, nhưng bị nhóm của Hà bắt giữ, đánh đập và tử vong. Sau đó đưa thi thể vào phòng, bật điều hòa nhiệt độ xuống 16 độ C để tránh là thi thể bị phân hủy. 3 ngày sau, nhóm này mang thi thể ông Linh để trên xe ô tô trở về lại căn nhà ở xã Hưng Hòa. Tuy nhiên, lúc này thi thể bắt đầu phân hủy, Hà và Thành đi mua thùng nhựa cho thi thể vào rồi đổ bê tông che lấp. Cả nhóm tiếp tục quá trình tu luyện như bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Thưa các bạn, trong thời gian tu luyện tại đây, nhóm này thấy anh Thành có nhiều biểu hiện bất thường như lén đi ăn lúc nửa đêm, ăn không nhịn nhượng mọi người, nên Hà bàn bạc với Thảo, Huyên và Hoa tìm cách giết chết Thành. Khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2019, Hà dùng dây thòng lọng siết chặt cổ, dùng chích điện chích vào tay của Thành đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sáng hôm sau, khi thấy anh Thành đã tử vong, Hà yêu cầu Thảo lên mạng đặt mua một bồn nhựa, xi măng, cát về để phi tang thi thể giống như ông Linh trước đó. Sau khi phi tang các nạn nhân, nhóm của Hà để hai thùng bê tông trong phòng, đóng cửa rồi cùng nhau rời khỏi nhà đến thuê một khách sạn tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ngày 15 tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Minh Vương đến dọn nhà theo thỏa thuận với khách thuê, mới phát hiện thi thể là hai thi thể đựng trong là thùng nhựa bê tông. Nên qua điều tra, công an xác định bốn đối tượng trên là người đã gây án nên tiến hành bắt giữ để điều tra. Đây là một vụ án mạng xảy ra vào đầu năm 2019 đã làm rất xôn xao dư luận trong nước và như là nước ngoài. Ai ai cũng là rất bức xúc về cái vụ án mạng này. Và sáng hôm nay là ngày 25 tháng 6, phiên tòa sẽ xét xử bốn bị cáo này. Và tình hình xét xử như thế nào, tôi sẽ cập nhật trên kênh của Minh Hải Miền Đông từng giờ từng ngày. Xin kính mời quý vị và các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh cho Minh Hải Miền Đông. Xin chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.